Chào mừng quý khán giả đang giữ màn hình của Hồn Việt TV trở lại với bản tin chiều thứ hai hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Các nước hối hả di tản công dân ra khỏi Sudan. Một chiếc phi cơ của không quân Đức đã chở 101 người di tản ra khỏi Sudan đã đáp xuống Berlin vào sáng hôm nay, khi mà các nước hối hả di tản công dân của họ ra khỏi Khartoum giữa cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu giữa quân đội và lực lượng bán quân sự. Thụy Điển thì cho hay toàn bộ nhân viên từ đại sứ quán ở tại Khartoum và gia đình của họ cũng như những người Thụy Điển khác đã được di tản đến Djibouti ở gần đó. Và phi cơ của quân đội Thụy Điển sẽ tiếp tục hỗ trợ để di tản người ngoại quốc khi mà tình hình an ninh còn cho phép. Việc Sudan bất ngờ rơi vào xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng ngàn người ngoại quốc bị mắc kẹt, trong đó có các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ. Nhiều cuộc di tản thực hiện bằng đường hàng không, thì những cuộc di tản khác đã diễn qua lối cảng Sudan ở tại Hồng Hải, cách Khartoum và khoảng 800 km theo đường bộ. Và không quân của Đức đến nay đã di tản được 311 người từ một phi trường gần với Khartoum. Và những người di tản đầu tiên được đưa về Berlin vào hôm nay trên một chiếc xe Airbus A321 từ căn cứ Al Azad ở tại Jordan. Đất nước đã trở thành trung tâm của cuộc di tản khẩn cấp. Quân đội của Đức đã không cho biết là bao nhiêu người được di tản là người công dân của Đức hay bao nhiêu người từ các quốc gia khác. Giao tranh ở tại Sudan đã mở ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đất nước nghèo đói, nơi mà hàng triệu người đã bị mất các dịch vụ căn bản. Ít nhất 420 người bị thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 15 tháng 4. 4 năm sau, thì khi nhà độc tài Omar al-Bashir bị đật đổ, quân đội và RSF cùng nhau thực hiện cuộc đảo chính năm 2021, nhưng lại bất đồng trong cuộc thương thảo để hợp nhất hai nhóm và thành lập chính quyền dân sự. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, Nga công bố tiến triển trong trận Bakhmut. Nga hôm Chủ nhật đã công bố lực lượng của họ tiến quân ở Bakhmut, trong khi một chỉ huy của Ukraine nói rằng binh lính của ông vẫn nắm giữ tiền tuyến trên khắp thành phố, một trong những trận đẫm máu nhất trong 14 tháng chiến tranh. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng Nga chiếm giữ thêm hai dãy nhà ở các quận phía Tây và các đơn vị nhảy dù hỗ trợ ở phía Bắc và phía Nam. Moscow xem Bakhmut là cửa ngõ để kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Trên Telegram, Thượng tướng Oleksandr Zhigry của Ukraine chia sẻ hình ảnh ông và ba người khác đang nghiên cứu một tấm bản đồ với dòng chú thích: tiền tuyến Bakhmut, phòng thủ tiếp diễn. Ông cho hay lực lượng Ukraine tấn công quân thù và tiếp tục nắm giữ các điểm chiến lược. Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, công bố kiểm soát 80% thành phố. Kiev liên tục phản bác thông tin cho rằng binh lính Ukraine chuẩn bị rút quân. Tổng thống Zelensky cam kết tiếp tục bảo vệ thành phố. Trong cuộc phỏng vấn với El Arabia phát sóng hôm Chủ nhật, ông Zelensky nói rằng Ukraine không thể từ bỏ Bakhmut vì từ bỏ sẽ giúp mở rộng mặt trận cho lực lượng Nga và Wagner cơ hội chiếm giữ thêm đất của Ukraine. Cũng hôm Chủ nhật, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm của khu vực Kherson phủ nhận thông tin từ một viện nghiên cứu Hoa Kỳ nói rằng lực lượng Ukraine chiếm giữ các vị trí trên bờ đông của sông Dnipro. Trên Telegram, ông Vladimir Sadko cho hay không có dấu chân nào của kẻ thù trên bờ đông sông Dnipro. Lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực đó. Nước Úc ưu tiên cho khả năng tấn công ở xa trong cuộc cải cách quốc phòng. Chính phủ nước Úc sẽ ưu tiên khả năng tấn công chính xác từ xa và sản xuất vũ khí trong nước cũng như là ngoại giao, những điểm chính trong cuộc cải cách quốc phòng lớn nhất của đất nước kể từ thời đệ nhị thế chiến. Những báo cáo cho biết là Hoa Kỳ không còn là lãnh đạo đơn cực của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nữa, và sự cạnh tranh quyết liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang định rõ khu vực,
và sự cạnh tranh quyền lực có nguy cơ dẫn đến xung đột. Các căn cứ ở miền Bắc nước Úc sẽ trở thành trọng tâm để ngăn chặn kẻ thù, bảo vệ các tuyến đường, thương mại và liên lạc. Thủ tướng Anthony Albanese đã gọi bản báo cáo này là một công việc quan trọng nhất được thực hiện kể từ thời đệ nhị thế chiến, và chính phủ của ông sẽ thực hiện theo đề nghị trong báo cáo. Ông nói rằng nói cho thấy một thế giới nơi những thách thức đối với an ninh quốc gia luôn thay đổi, thì chúng ta không thể đưa vào những giả định cũ. Chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong an ninh bằng cách định hình tương lai thay vì chờ tương lai định hình chúng ta. Và những bản báo cáo cho hay là Trung Cộng đang thực hiện cải cách lớn nhất kể từ thời đệ nhị thế chiến, đã không minh bạch về ý định của họ và tham gia cạnh tranh chiến lược ở các nước láng giềng của Úc. Bản công khai của báo cáo mật được công bố cho biết rằng nước Úc đã phải tránh mức cao nhất của rủi ro chiến lược đất nước đang phải đối diện. Đó là mối nguy cơ xung đột lớn trong khu vực. Mối đe dọa về quân sự đối với Úc thì không nhất thiết phải là cuộc xâm lược trong thời đại. Và Úc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, điều tra chung và luân chuyển lực lượng Hoa Kỳ nhiều hơn. Tiếp tục phần tin Á Châu, Trung Cộng và Singapore sẽ tập trận quân sự chung. Trung Cộng và Singapore sẽ tổ chức tập trận quân sự chung trong tuần này, cuộc tập trận chung đầu tiên của họ kể từ năm 2021, khi Bắc Kinh đẩy mạnh liên hệ phòng thủ và an ninh với Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm nay cho biết, Hải quân Trung Cộng sẽ cử hộ tống hạm Yulin và tàu dò mìn GB tham gia cuộc tập trận chung từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5, nhưng không cho biết địa điểm chính xác. Cách đây 2 năm, Trung Cộng và Singapore tổ chức cuộc tập trận quân sự chung ở vùng biển quốc tế tại cực Nam Biển Đông, sau khi nâng cấp thỏa thuận phòng thủ song phương năm 2019 để bao gồm tập trận quy mô lớn hơn giữa lực lượng của họ. Sự hợp tác quân sự thân cận hơn giữa Trung Cộng và Singapore diễn ra tại thời điểm căng thẳng tăng cao ở Biển Đông, nơi Hải quân Tây Phương thường thực hiện các nhiệm vụ tự do hải hành. Những hoạt động như thế này làm Bắc Kinh tức giận do Trung Cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa án quốc tế. Tháng 8 năm ngoái, quân đội Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận Super Garuda Shield với Indonesia với sự tham gia của Singapore, Nhật Bản và Úc lần đầu tiên. Cùng khoảng thời gian đó, Trung Cộng đưa oanh tạc cơ đến Thái Lan tham gia cuộc tập trận không quân chung mang tên Falcon Strike 2022. Hai nước công bố cuộc tập trận ở Đông Bắc Thái Lan gần biên giới với Lào mang mục đích phòng thủ. Cuộc tập trận mùa hè năm ngoái diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở eo biển Đài Loan theo sau chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan. Lãnh đạo đối lập của Thái Lan kêu gọi đoàn kết để nhằm đưa quân đội ra khỏi chính trường. Phát biểu bên lề một cuộc vận động tranh cử thì lãnh đạo của một đảng đối lập nổi tiếng cho biết khối đối lập ở Thái Lan cần đoàn kết với nhau để đánh bật quân đội ra khỏi chính trường và thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử trong tháng 5. Cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 5 trở thành một sự mâu thuẫn giữa phe bảo thủ thân quân đội và phe đối lập dân túy do đảng Phiêu Thái và Move Forward Party dẫn đầu. Hai chính quyền Phiêu Thái hậu thuẫn bị lật đổ trong các cuộc đảo chính năm 2006 và 2014. Ông Pita Limjaroenrat là lãnh đạo Move Forward cho biết rõ ràng phía đối lập hiện nay là câu trả lời đúng cho những thách thức mà Thái Lan đang phải đối diện, chứ không phải đảng được quân đội hậu thuẫn. Ông Pita xem liên minh với Phiêu Thái là trọng yếu để mà đánh bại Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sau hơn 8 năm cầm quyền. Và cựu lãnh đạo của quân đội Prayut lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2014 và tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào năm 2019. Được biết ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng các cuộc khảo sát gần đây cho thấy là ông thua kém cả Phiêu Thái và Move Forward, là hai đảng giữ vị trí thứ nhất và thứ nhì. Move Forward có khối cử tri đô thị mạnh mẽ, trong đó có những người tham gia phong trào biểu tình do thanh niên phát động năm 2020 để nhằm phản đối ông Prayut.
Ông Peter thì cho hay là khối cử tri đã bổ sung cho Phil Tine để đảng đã được tầng lớp lao động và nông dân ở miền Bắc ủng hộ. Ông Peter thì cho biết liên minh giữa hai đảng đã ủng hộ dân chủ là cần thiết để mà vượt qua ảnh hưởng lớn của Thượng viện, nơi sẽ bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng và kế tiếp cùng với Hạ viện sau cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5. Cựu lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến Miến Điện. Cựu lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến Miến Điện khi cuộc xung đột đẫm máu tiếp tục lún sâu. Các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 bị đình trệ, trong khi chính quyền quân sự phớt lờ làn sóng chỉ trích cuộc đàn áp phía đối lập và từ chối đối thoại với phe đối lập. Truyền thông Miến Điện không cho biết chi tiết về chuyến đi của ông Ban, nhưng ông là thành viên trong nhóm The Elders, nhóm gồm các lãnh đạo thế giới do cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela thành lập. Nhóm này hoạt động để thúc đẩy hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột. Báo Global New Light of Myanmar cho biết, ông Ban và nhóm của ông đến Naypyidaw tối hôm Chủ nhật. Ông được Thứ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao đón tiếp. Một bản tin trên truyền hình nhà nước cho thấy ông Ban vẫy tay trước báo giới khi ông đến phi trường. Ông Ban đến Miến Điện nhiều lần khi còn là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc với nhiều mức độ thành công khác nhau khi thương thảo với các vị tướng. Năm 2019, ông đến Miến Điện để thúc giục lãnh đạo chính quyền quân phiệt Than Shwe lúc đó thả tự do cho lãnh đạo dân sự ông San Suu Kyi bị lật đổ. Nhưng vị tướng không cho ông Ban đến thăm bà Suu Kyi. Năm 2016, khi bà Suu Kyi ra khỏi tù và trở thành lãnh đạo dân sự bán chính thức của Miến Điện, ông Ban trở lại để ủng hộ bà ký hòa ước với các nhóm quân nổi dậy của nước này. Bà Suu Kyi bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Miến Điện Nolin Hayer đề nghị gặp bà Suu Kyi trong chuyến thăm Miến Điện vào tháng 8 năm 2022. Quân đội phản bác đề nghị này. Bà Hayer sau đó tuyên bố sẽ không đến Miến Điện lại, trừ phi bà được phép gặp bà Suu Kyi. Tìm thấy xác của chiếc tàu đắm thời Đại Thế Chiến làm gần 1.000 người Úc bị thiệt mạng. Tổ chức khảo cổ biển Southern World Foundation cho biết là họ đã tìm thấy được vị trí xác của chiếc tàu vận tải Montevideo Maru của Nhật Bản trong Đại Nhị Thế Chiến. Chiếc tàu này đã trúng ngư lôi ở ngoài khơi của Philippines vào ngày 1 tháng 7 năm 1942. Một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ đã đánh chìm con tàu này do thủy thủ đoàn đã không nhận ra Montevideo Maru đang chở tù nhân chiến tranh. Theo Southern World Foundation là tổ chức khảo cổ biển tiến hành cuộc tìm kiếm cùng công ty khảo sát biển sâu Fugro của Hà Lan với sự hỗ trợ của quân đội Úc. Và đây là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Úc đã cướp đi tính mạng vào khoảng 979 người Úc, trong đó ít nhất là 850 quân nhân. Và người dân từ 13 quốc gia khác cũng có mặt trên tàu đã nâng con số thiệt mạng lên là vào khoảng 1.060 người. Vị trí xác chiếc tàu cũng trở thành một bí ẩn suốt hàng chục năm qua. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, sau 5 năm lập kế hoạch thì các nhà thám hiểm bắt đầu chuyến tìm kiếm ở vùng biển phía tây bắc của đảo Luzon của Philippines. Và họ phát hiện ra xác tàu chỉ sau 12 ngày nhờ sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bao gồm một phương tiện tự động dưới nước có sonar, tức là thiết bị định vị thủy âm. Và xác chiếc tàu nằm ở độ sâu là hơn 4.000 mét, lớn hơn độ sâu của xác tàu Titanic. Montevideo Maru sẽ được nằm nguyên dưới đáy biển và không bị quấy nhiễu để thể hiện sự tôn trọng với gia đình của những người bị thiệt mạng, và không có sự đồ vật hay hài cốt nào sẽ bị di rời. Tin thế giới tiếp theo, nhà leo núi ở lại một tháng trên đỉnh núi cao nhất Mexico. Thưa quý vị, vận động viên thể thao đa năng Perla Lopez, còn gọi là Perla Tijerina, trải qua 32 ngày một mình ở độ cao cách mực nước biển 5.636 mét trên đỉnh ngọn núi cao nhất Mexico. Cô Lopez trở thành người phụ nữ đầu tiên ở lại một tháng trên đỉnh núi Pico de Orizaba ở tiểu bang Veracruz.
Cô bắt đầu hành trình ngày 20 tháng 3 và hoàn thành hôm 20 tháng 4. Cô xuống núi với sự trợ giúp của một nhóm hỗ trợ, nhân người mang lên cho cô lương thực, quần áo và đồ dùng thiết yếu khác trong suốt thời gian cô ở trên đỉnh núi. Gia đình và bạn bè chào đón cô tại chân núi. Nhà leo núi 31 tuổi người Mexico thực hiện cuộc phiêu lưu này trong thách thức mang tên Người Phụ Nữ Của Độ Cao. Dông và gió mạnh là những thứ nguy hiểm nhất cô phải đối diện. Mặc dù thời tiết xấu, Lopez nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô lấy cảm hứng từ nhà leo núi người Tây Ban Nha Fernando Garrido, người ở lại 62 ngày trên đỉnh núi Aconcagua ở Argentina tại độ cao cách mực nước biển 6.888m vào năm 1986. Cô Lopez, một nhà tâm lý học, bắt đầu leo núi cách đây 5 năm và đến nay cô đã chinh phục được 160 đỉnh núi khác nhau. Sau thử thách này, cô dự định trở lại làm việc bình thường và đạp xe hàng ngày. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.